Ok, hello cả nhà. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club, như là quay trở lại với video nhận định thị trường hàng ngày của em Tính nha anh chị. Thì trước khi bước vào cái nội dung của cái video ngày hôm nay thì mọi người nhớ để lại cho em Tính một like, một đăng ký kênh, cũng như là thả giúp cho em một cái quả tim ở bên dưới phần bình luận để tăng cái độ tương tác cho video nha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Bên cạnh đó em có để một cái mã QR code ở phía bên phải góc dưới màn hình. Thì đây là một cái mã QR để anh chị có thể quét, từ đó có thể là tham gia vào room Zalo cộng đồng của em Tính để chúng ta có thể là giao lưu cùng với nhau. Anh chị có bất kỳ câu hỏi gì về cổ phiếu hay là về thị trường trong giờ giao dịch hay là ngoài giờ giao dịch cần được giải đáp thì cứ nhắn lên room, sẽ có em và một số bạn ITB khác sẽ hỗ trợ quý anh chị nhà tư giải đáp những cái thắc mắc. Để từ đó mọi người có thể đưa ra những cái quyết định kịp thời, đặc biệt là trong giờ giao dịch này hoặc là ngoài giờ giao dịch, thì chúng ta có thể lên kế hoạch trước, lên cái chiến lược trước để có thể là đưa ra những cái quyết định hợp lý cho những cái phiên giao dịch sắp tới đối với những cái vấn đề mà chúng ta đang thắc mắc. Ok ha cả nhà. Đó. Rồi mọi người nhớ để lại cho em một like nha. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều ha. Thì cái phiên giao dịch ngày hôm nay là một cái phiên giao dịch phục hồi rất là tốt và nó nằm trong những cái gì mà chúng ta đã đề ra với nhau hồi tối livestream ngày hôm qua và trong cái video ngày hôm qua, đúng không mọi người? Thì cái nội dung của cái video ngày hôm nay em để cái tiêu đề đó chính là test đáy 2, thị trường đã an toàn hay chưa. Thì cái câu chuyện mà khi thị trường mình tạo đáy đi lên á, vậy đặc biệt là sau một cái nhịp rơi sâu với thanh khoản lớn và giảm điểm rất là mạnh, thì hiện tại thị trường chúng ta đã có hai phiên phục hồi với thanh khoản thấp. Thì thông thường mà giảm điểm mạnh, thanh khoản lớn và phục hồi trở lại với thanh khoản thấp thì đa phần nha anh chị, đa phần 90%, 95% luôn là sẽ quay về test lại đáy số 2 hết, thậm chí là sẽ có đáy 3, là một cái câu chuyện rất là bình thường. Cho nên là sau cái phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay, hết phiên giao dịch ngày hôm nay thì bắt đầu từ ngày mai thị trường chúng ta sẽ có một cái vùng khách sạn hút giá xuống trong khung đồ thị H1, quanh cái vùng là 1254, 1255. Thì đó là cái vùng mà thị trường chúng ta có thể là sẽ quay về test lại vào tầm khoảng gần gần tầm khoảng sau 11 giờ trưa ngày mai cho tới đầu giờ chiều ngày thứ năm. Tham minh cho mọi người cái khoảng thời gian luôn, giống như em tham minh với mọi người là cái gì, hồi cuối tuần em làm video và em livestream em nói với mọi người rằng là ngày thứ hai và ngày thứ ba, sáng ngày thứ ba đúng không mọi người, là thị trường sẽ phục hồi, chiều ngày thứ ba là bắt đầu sẽ bước vào mây, cho nên là chiều ngày thứ ba nó sẽ tăng không được mạnh. Thì mọi người thấy buổi sáng thị trường tăng rất mạnh đúng không mọi người, buổi sáng là thị trường tăng mạnh đây, cái cây nến vào lúc sau 9 giờ hàng ngày 2 tháng 7 này, hôm nay nè, buổi sáng tăng được tới 6,5 điểm, sau đó là sau 10 giờ tăng được 4 điểm. Thì mọi người thấy bắt đầu dần dần về tới phiên trưa á, là khi mà thị trường bắt đầu về gần cái đám mây to á, là mọi người thấy cái xung lực nó tăng yếu dần nè, cây nến này tăng 1,9 điểm nè, cây nến này tăng 1,2 điểm nè, cây nến này tăng 1,3 điểm nè. Có nghĩa là khi mà gặp cái áp lực mây to mọi người thì cái xung lực thị trường nó sẽ bị yếu đi, nhưng tại vì ngày hôm nay kéo nhóm ngân hàng phải gọi là quá hay, kéo BID, kéo Vietcombank, kéo Liên Việt, kéo Techcom, và một số mã cổ phiếu khác nữa, FPT trong phiên cũng kéo, chỉ là bị đạp ATC thôi, và kéo những cái mã cổ phiếu mid cap lên, khiến cho thị trường ngày hôm nay có một cái xung lực rất là mạnh, phục hồi rất là tốt. Thì ngày hôm qua em nói mọi người rằng là em dự định rằng là ngày dự kiến rằng là ngày hôm nay thị trường nó sẽ phục hồi lên tới 1262, 1265, nếu mạnh thì nó sẽ lên thẳng luôn cả 1270, 1272. Thì ngày hôm nay kéo ngân hàng là nó quá mạnh, anh chị, nó chạm lên đúng 1270 thì bắt đầu cái xung lực nó bị yếu dần đi, vì cái lý do là cái đám mây to bên này. Ở đây em vẽ nó hơi rối một tí ha. Chắc để em xóa bớt mấy cái đường màu tím này đi cho anh chị dễ nhìn, cho nhìn nó hơi rối ha. Rồi lát có gì em vẽ lại sau. Hôm qua tại vì phân tích với mọi người chi tiết quá cho nên là vẽ nó hơi nhiều. Với lại chiều ngày hôm nay livestream cho nên là vẽ nó hơi nhiều. Thì anh chị có thể thấy là chúng ta ở đây có một cái đám mây khá là to. Thì bắt đầu á, hôm qua em nói với mọi người là thị trường chúng ta sẽ có hai kịch bản mà khả năng cao là sẽ xảy ra nhất. Thật ra là ba kịch bản lần, nhưng mà ba kịch bản này nó hơi nhiều. Kịch bản mà thị trường nó khỏe gì là hoàn toàn có khả năng nó sẽ đi lên theo chiều hướng như thế này. Nhưng mà nếu mà đi theo cái kịch bản này mà đi thẳng đứng lên như vậy kiểu gì cũng quay đầu về test. Thì cái cú test này sẽ là test lại rất đau. Test lại sẽ test rất đau nếu như đi lên theo cái kiểu thẳng đứng mà vượt cản, không có tích lũy, không có điều chỉnh. Thì cái kịch bản này em nghĩ là nó khó xảy ra. Nó khó xảy ra tại vì nếu cái kịch bản đi theo cái kịch bản nó, nếu làm được là nó sẽ làm trong ngày hôm nay luôn, chứ nó không có đợi qua ngày mai đâu anh chị, thị trường của chúng ta. Cho nên là chúng ta sẽ bỏ qua cái kịch bản này nha. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn hai kịch bản thôi. Cái kịch bản đầu tiên á là cái kịch bản thị trường được đánh giá là sẽ khỏe thì mới đi theo kịch bản này, đó chính là đi bắt đầu chui vô mây và tích lũy trong mây. Ngày mai tầm khoảng sau 11 giờ trưa, sau 11 giờ phiên sáng là khách sạn sẽ mở ra quanh cái vùng là 1254, 1255 nha mọi người. Sau 11 giờ là khách sạn bắt đầu sẽ mở ra, để em đếm lại coi đúng không, 2 4 6 8 9 9 tới 10 nè, 10 tới 11 nè. Sau 11 giờ,
sau 11 giờ thì sẽ kéo dài đâu đó là tầm khoảng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng anh chị, 5 tiếng thì 10 tới 11 giờ tới 11 rưỡi là hết một cây nến. Đó phiên chiều hai cây nến nữa là ba cây nến. Thì chúng ta sẽ còn hai cây nến. Chúng ta sẽ còn hai cây nến khách sạn là nó sẽ kéo dài cho tới 11 giờ ngày thứ năm. 11 giờ sáng ngày thứ năm. Thì sau 11 giờ ngày thứ năm thì khách sạn hút giá xuống nó sẽ kết thúc. Nó sẽ kết thúc. Thì lúc đó cái lực hút xuống nó không còn nữa. À, thì bây giờ em sẽ phân tích với mọi người là thì bắt đầu là thị trường chúng ta sẽ bắt đầu là chui vào mây. Nhưng mà mọi người bắt đầu là sẽ chui vô mây. À, thì nếu mà khỏe là nó sẽ đi trong mây và nó không về khách sạn nha mọi người. Khách sạn mở ra 1254, 1255 nhưng chỉ quay về test lại tầm khoảng 1262, 1265, không test lại, không test lại 1254, 1255. Thì đó em gọi là kịch bản thị trường nó khỏe thì nó sẽ chủ động nó tích lũy theo cái mũi tên màu tím của em, nó chỉ test lại cái vùng biên trên của cái tích nền tích lũy màu xanh này thôi, không có nhúng về lại khách sạn. Cái kịch bản này em đánh giá xác suất là 30% theo cá nhân em nha, là 30%. À, lát hồi em sẽ lý giải tại sao là 30%, theo cá nhân em là 30% anh chị. À, rồi cái kịch bản thứ hai là nó sẽ tiếp tục tăng vào phiên sáng. Nói chung là hai kịch bản, nhưng mà kịch bản đầu tiên là đều tăng vào phiên sáng hết. Kịch bản đầu tiên là vẫn sẽ tiếp tục tăng được vào phiên sáng để chạm lên cái mốc 1272, thậm chí xa hơn là 1275, 1274, 1275 gì đó, 1272 cho tới 1275 đi. Thì sáng ngày mai trước mắt là thị trường nó sẽ lên lại được cái vùng đó 1272, 1275. Sau đó nếu đi theo kịch bản đầu tiên là cái kịch bản thị trường nó khỏe là sẽ điều chỉnh về lại 1262, 1265, sau đó tích lũy ở trong mây, tích lũy ở trong mây cho tới tầm khoảng chiều ngày thứ năm. Để em đếm coi, 2 4 5 2, đúng rồi, chiều ngày thứ năm, tới tầm khoảng chiều ngày thứ năm là thị trường bắt đầu sẽ đi ra khỏi cái đám mây, đi ra khỏi cái đám mây và tiệm cận cái gì mọi người biết không, tiệm cận cái đường trend ở đây, tiệm cận cái đường trend ở đây thì bắt đầu đi ra khỏi mây nè, thì tiệm cận cái đường trend ở đây nhưng gặp cái khe mây dưới này. À, thì lúc này khi mà thị trường bắt đầu đi ra khỏi mây á thì là bằng tầm khoảng chiều thứ năm thứ sáu á, là một break out, hai break down. À, một là break out vượt trend giảm, hai á, là break out xuyên xuống lại cái vùng mây mỏng này để test lại đáy luôn, thậm chí là phá đáy là chuyện bình thường nếu thị trường yếu bình thường nha mọi người. Anh chị nhà đầu tư cũng đừng có chủ quan và đừng có tự tin về một cái vấn đề rằng là thị trường chúng ta đã tạo đáy thành công nha gì, chưa có bất kỳ một cái tín hiệu gì để xác nhận là tạo đáy thành công hết. À, lát hồi em sẽ nói thêm. Thì đây là kịch bản đầu tiên, khỏe tích lũy trong mây, thì khi mà đi ra khỏi mây vào chiều thứ năm hoặc là thứ sáu thì sẽ có một cái hiện tượng là tiệm cận lại cái đường trend giảm màu trắng và ở dưới có khe mây. À, là khe mây thì liệu là lọt khe hay là phá trend giảm thì lúc đó chúng ta tính tiếp nha mọi người. Tới cái phiên giao dịch ngày, hết phiên giao dịch ngày mai hoặc là tới phiên giao dịch ngày thứ năm á, chúng ta sẽ tính tiếp. Trước mắt đó là kịch bản như vậy, kịch bản đầu tiên. Ok ha mọi người, rồi xóa bớt cái kịch bản đầu tiên nha cho nó dễ nhìn. À, rồi tới cái kịch bản tiếp theo là một cái kịch bản thị trường nó yếu, đó chính là sáng cũng tăng lên được 1272, 1275 nhưng sau đó bắt đầu cái quá trình thoái lui về dần dần, điều chỉnh về lại khách sạn luôn sau 11 giờ cho tới sau 11 giờ ngày mai là ngày thứ tư. Sau 11 giờ ngày thứ tư là ngày mai sẽ có khách sạn hút giá xuống kéo dài cho tới 11 giờ trưa ngày thứ năm. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì thị trường sẽ có khả năng quay về test lại cái vùng 1254 cho tới 1255 nha anh chị. Đó, quay về lại được cái vùng này là cái vùng khách sạn nha mọi người, cái vùng khách sạn. Thì cái điều mà chúng ta lưu ý là gì, khi về khách sạn á, khi về khách sạn á thì anh chị cần phải lưu ý đầu tiên là cái lực cung nó tiết ra, nếu cung mà nó tiết ra mạnh quá nó sẽ phá thế khách sạn anh chị, phá thế khách sạn thì lúc đó thị trường nó sẽ quay về lại đáy cũ quanh cái vùng 1240. À, quay về lại đáy cũ 1240 nha. Đó là cái lý do mà tại sao ngày hôm nay em lại khuyến nghị mọi người, em lại nói với mọi người rằng là cái nhịp hồi này á nó chỉ là một cái nhịp hồi để cơ cấu thôi, à, chứ chưa xác nhận tạo đáy đâu. Tại vì thị trường nó vẫn sẽ còn một cái nhịp quay về test đáy hai, mà test đáy hai chưa chắc đã thành công nha. Thì test đáy hai chúng ta không thể nào chắc chắn 100% là thị trường tạo đáy một thì thị trường nó sẽ tạo đáy hai thành công. Tạo đáy một thành công hồi xong nó quay về nó tạo đáy hai thành công thì nó tốt, nhưng tạo đáy hai không thành công là lại phá đáy nữa đó, lại phá đáy nữa nha. Thì còn nếu mà tạo đáy hai thành công thì nó sẽ móc lên, nó phá được cái trend này, nó đi lên tiếp, nó lên nó test lại quanh cái vùng đâu đó là tầm khoảng 1.208x, 128x, 129x gì đó, 128x thôi, 9x thì nó hơi xa, 128x là quanh quanh cái vùng như này nếu như mà tạo hai đáy thành công. Còn quay về mà phá đi cái vùng 1254 á là nó sẽ quay về lại cái vùng đáy cũ là 1240.
nhanh nhẹn 1240. Đó là cái lý do tại sao nó mọi người cái nhịp này chúng ta bắt lấy, nhưng chúng ta chỉ bắt với một cái tâm thế gọi là đánh ngắn hạn thôi. Bắt với một cái tâm thế gọi là đánh ngắn hạn thôi, đừng có suy nghĩ về gì về cái câu chuyện trung hạn hay là cái gì hết. Khi nào thị trường nó tạo đáy xong xuôi hết đi, tạo đáy trung hạn xong xuôi hết thì lúc đó chúng ta sẽ quan tâm tới câu chuyện trung dài hạn sau. Còn trước mắt cái nhịp này bắt là bắt ngắn hạn. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay em khuyến nghị room em chốt VDS giá 22.2, 22.3. Một số mã cổ phiếu thì em sẽ canh chốt tiếp vào sáng ngày mai. Nha anh chị, canh chốt tiếp vào sáng ngày mai thì lát hồi em sẽ cập nhật về cái phần cổ phiếu đó với mọi người sau. Thì đó là hai kịch bản của thị trường. Sáng ngày mai thị trường vẫn có thể tiếp tục tăng lên cái vùng 1272, 1275. Thì những cái nhóm nào mà nó chưa hồi thì sáng mai nó có thể nó tranh thủ nó hồi. Hoặc là những cái mã cổ phiếu mà nó khỏe có thể sáng mai nó tranh thủ nó xanh thêm một miếng nữa. Nó xanh thêm một miếng nữa nha mọi người. Đó, tăng lên cái vùng sáng mai là 1272, 1275 như mọi người có thể thấy nè. À, những cái cây nến ở dưới này nè, thanh khoản nè. Đây. Cây nến 9 giờ nè đúng không? Thanh khoản cây nến 9 giờ nè, thanh khoản thấp nè, tăng được 6 điểm nè. Cây nến 10 giờ thanh khoản thấp là tăng được 4 điểm nè, nhưng mà thanh khoản nó cao hơn cây nến. Vào lúc 9 giờ, cái này là có 30 phút thôi thì nó cũng tăng được 1,9 điểm. Mọi người thấy thanh khoản buổi chiều nè, 13 giờ và thanh khoản 14 giờ nè, thanh khoản bắt đầu nó cao lên nhưng mà cái điểm số nó chỉ tăng được có 1 điểm thôi. 1 điểm thôi. Thì chứng tỏ rằng là đang bắt đầu gặp cái áp lực cung ở trên này, và trên này mọi người thấy vừa mây to vừa giao găm nữa, rồi vừa cái đường trendline giảm nữa. Thì kiểu gì cho dù nó có vượt qua nó cũng quay đầu về nó test lại như thế này. Cho dù nó cố gắng nó rướn nó vượt qua nó cũng quay về như thế này. Hoặc là nó chạm lên thì nó quay đầu xuống. Thì em đang không biết rằng là có về được khách sạn hay không. Theo cá nhân em, kịch bản về khách sạn 1254 là xác suất 70% đối với cá nhân em. Thậm chí là 80% luôn là kịch bản nó sẽ về lại 1254. Tại vì sáng ngày hôm nay nếu anh chị nhìn vào trong khung đồ thị daily, anh chị sẽ thấy được thị trường chúng ta sáng ngày hôm nay có mở một cái gap quanh cái vùng là 1254 và chưa lấp lại. Cái gap này em sẽ nói mọi người tại sao là nó sẽ lấp. Đầu tiên á, luận điểm đầu tiên của em nó chỉ mới có một đáy thôi. Luận điểm thứ hai của em, thanh khoản cực kỳ thấp cho nên cái gap này không phải là hỗ trợ cứng. Bản chất cái gap này nó không phải là hỗ trợ cứng, thanh khoản thấp nha anh chị. Nếu anh chị nói với em rằng là cái gap này có thể bỏ rơi hay không, nếu là một gap bỏ rơi ngày hôm nay thị trường nó phải tăng rất mạnh, nó phải tăng hơn 15 điểm anh chị, và các cái nhóm ngành nó phải xanh tím nhiều và phải xuất hiện nhóm ngành dẫn dắt. Và phải xuất hiện nhóm ngành dẫn dắt. Ví dụ như ngày hôm nay nhóm ngân hàng nó xanh nó tím hết luôn. BID tím, Vietcombank nó có thể tăng 4-5%, CTG quay trở lại tím. Đúng không? Nhiều mã bắt đầu nó tím, hoặc là những cái nhóm ngành khác nó phải xanh mạnh. Còn ngày hôm nay anh chị nhìn tổng quan thị trường nha, thanh khoản thì thấp. Số mã xanh thì em thấy chỉ có 296 mã như này thì nó tích cực nhưng mà nó chưa phải gọi là quá tích cực. Nha mọi người. Nó cũng chưa tới cái mức độ gọi là quá kinh khủng khiếp theo cái kiểu gọi là chiều hướng tích cực. Và mọi người nhìn là cổ phiếu tăng mạnh nhất là con oi bên sàn Gopcom 5,8%, HSC sàn OC 3,8%, toàn là trung bình là từ đổ xuống dưới 4% hết. Cho nên em đánh giá cái gap này là một cái gap yếu. Nó chỉ mình bảo luận điểm đầu tiên thị trường mới có một đáy, luận điểm thứ hai thanh khoản thấp, không có cái độ, không có mức cái độ lan tỏa cao, không có cái độ lan tỏa cao cũng như là không có nhóm ngành dẫn dắt nha mọi người. Đó. Và cái thứ ba, thị trường chúng ta vẫn đang trong một cái nhịp phục hồi, mà trong nhịp phục hồi mở gáp là nó sẽ lấp lại, mở gáp là sẽ lấp lại. Ok, cho nên cái gáp 1254 em đánh giá là có khả năng là ngày mai hoặc là ngày mốt là nó sẽ quay về nó lấp, nó sẽ quay về nó lấp nha chị. Hoặc là nếu mà ngày mai ngày mốt không quay về lấp mà hướng lên cái vùng 128x gì đó thì sau đó cũng quay về lấp, sau đó cũng quay về lấp. Cái gáp này đối với cá nhân em nha, em sẽ dùng cái từ là chắc chắn sẽ lấp. Cái gáp này 1254 mở ra vào ngày hôm nay, riêng đối với cá nhân em sẽ dùng cái từ gọi là khả năng cao, chắc chắn là nó sẽ lấp. Gáp này sẽ lấp. Nhanh gì? Ngày hôm nay có một cái điểm tích cực. Đó chính là nước ngoài không có bán ròng quá mạnh. Không bán ròng quá mạnh. Thì bán còn có 36,76 tỷ thôi, không có như mọi khi, thì cũng kỳ vọng là sắp tới là nước ngoài sẽ chấm dứt cái chuỗi ngày bán ròng, quay trở lại mua ròng để hỗ trợ cho thị trường của chúng ta. Tại vì tính ra giai đoạn vừa rồi nhiều mã cổ phiếu nó cũng chiết khấu tương đối, thì cũng kỳ vọng là quay trở lại mua ròng. Nhưng mà em đánh giá cho dù có quay trở lại mua ròng thì sẽ mua không được nhiều nha mọi người. Mọi người đừng có nghĩ là bán bao nhiêu sẽ mua lại bấy nhiêu nha, không có đâu. Tại vì anh chị phải biết rằng là những cái thị trường khác nó cũng drop, nó cũng điều chỉnh xuống, và có cái cơ hội đầu tư ở những cái thị trường khác nó cũng hấp dẫn. Cho nên một phần dòng tiền rút đi là để qua những cái thị trường quốc tế khác. Và cái vấn đề quan trọng nhất đó chính là cái tỷ giá. Tỷ giá chúng ta vẫn còn neo cao thì cho dù nước ngoài có quay trở lại mua ròng thì sẽ mua rất ít, không mua bằng với cái lượng mà họ bán ra trong vòng 2 tháng 3 tháng trở lại đây đâu nha mọi người. Đó, và cái vấn đề tiếp theo đó chính là mọi người thấy là nhóm cổ phiếu ngân hàng ngày hôm nay như Vietcombank, BID nó kéo lên,
thì nó chỉ mới có một đáy thôi, thì khả năng là cũng sẽ có những cái nhịp test lại hay gì đó, những cái nhịp test lại hay gì đó để test đáy hai. Thì trong cái quá trình mà ngân hàng mà nó test lại thì nó cũng sẽ ảnh hưởng về cái mặt chỉ số quay về test lại đáy số 2. Thì điều này chúng ta có thể suy ra gì, ngày hôm nay thị trường tăng được 15 điểm, một phần cũng là do nhóm cổ phiếu ngân hàng, nói chung là bên nhóm VIN30 kéo khá là nhiều, đặc biệt là BID nè, rồi Vietcombank nè, đúng không, rồi HD Bank nè, và một số mã cổ phiếu ngân hàng khác nó cũng xanh điểm, nó cũng góp phần kéo. Nói chung là nhóm ngân hàng ngày hôm nay kéo rất mạnh. Thì khi mà thị trường quay về test đáy hai á thì nó cũng là do nhóm VIN30 là chính nha mọi người, cho nên anh chị cũng đừng có quá tập trung vào cái chỉ số để chúng ta giao dịch mua bán, có thể là nó sẽ không hiệu quả, không quá hiệu quả. Ok, ngày hôm nay tăng điểm chủ yếu là do ngân hàng kéo lên, thì có thể VIN30 điều chỉnh xuống thì cũng do ngân hàng nó test lại, thì thị trường chúng ta cũng sẽ test lại về cái mặt chỉ số. Còn về bên nhóm ngành mid cap như em đã chia sẻ với mọi người từ lúc ban đầu, khi mà thị trường tạo đáy một hoặc là cho dù thị trường có quay về test đáy hai, nhiều mã cổ phiếu mid cap nó sẽ cân bằng và nó sẽ tạo đáy trước thị trường, nó sẽ phục hồi trước thị trường. Và cái vấn đề quan trọng nhất, cái yếu tố quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại, chúng ta phải tìm thấy được nhóm ngành dẫn dắt. Nhiều anh chị hỏi em rằng là ngân hàng ngày hôm nay có phải nhóm ngành dẫn dắt hay không, thì em thấy rằng là nó chỉ hồi thôi nhỉ. Ở BID anh chị cứ đo đi, từ vùng đỉnh chỉnh xuống đây là 24% thì nó hồi cho anh chị một cây 4%, thậm chí nó hồi 6-7%, 10% luôn cũng được. Nó hồi bây giờ nó hồi lên 48 luôn cũng được anh chị, nó giảm 24% thì nó có quyền hồi, 4%, 6%, 7% là chuyện bình thường. Vietcombank giảm từ đỉnh xuống là 15% thì nó hồi lên cho anh chị 2,4% là một cái câu chuyện rất là bình thường. Anh chị phải hiểu nhóm ngành dẫn dắt là gì. Nhóm ngành dẫn dắt là cái nhóm ngành đó nằm, một là một một trong những cái nhóm ngành nằm trong tứ trụ băng chứng thép bất động sản, một trong bốn nhóm ngành đó phải vào sóng tăng, phải vào uptrend trước thị trường thì nó mới gọi là nhóm ngành dẫn dắt. Vậy thì anh chị nhìn những cái con như là Vietcombank, BID thì điều kiện để nó vào uptrend là gì anh chị? Thì trước mắt là nó phải lên lại được những cái vùng trên cao như này nè, những cái vùng gần gần đỉnh cũ như này nè, trước mắt nó phải lên được trên này thì nó mới có cơ hội bước vào một cái xu hướng uptrend. Thì để mà Vietcombank mà BID nó lên lại trên này anh chị thì chắc thị trường mình nó rất là lâu, cần vào cần một cái lượng tiền rất là lớn. Cho nên nhóm ngân hàng khả năng cao sẽ không phải là một cái nhóm dẫn sóng được, nó sẽ là một cái nhóm dùng để hỗ trợ. Hỗ trợ thì được chứ dẫn sóng thì khó nha mọi người, tại vì bây giờ Vietcombank, BID, CTG, MBB, VIB, vân vân, Tiên Phong, SHB, vân vân, một số mã cổ phiếu ngân hàng khác là những cái mã cổ phiếu bây giờ nó thuộc cái top cổ phiếu là đi từ dưới đi lên, mà đi từ dưới đi lên thì sẽ rất là khó để vào sóng tăng và dẫn sóng trong một cái khoảng thời gian ngắn, ví dụ 1-2 tháng nha mọi người. Cho nên là cái nhóm mà dễ vào sóng nhất theo cá nhân em đánh giá vẫn sẽ là nhóm thép thôi, thì bất động sản cũng không dẫn sóng được đâu, hỗ trợ thôi. Chứng khoán em đánh giá cũng chỉ là hỗ trợ thôi, còn dễ vào sóng nhất vẫn là thép anh chị. Hoa Sen bắt đầu ngày hôm nay lấy lại được những cái vùng ở trên này đúng không, rồi Nam Kim bắt đầu cũng có những cái nhịp phục hồi rất là tốt. Thì bây giờ Nam Kim mà nó chỉ cần nó lên, nó phá được cái thế khách sạn trên này cái là Nam Kim bắt đầu nó sẽ cân bằng lại trên này, thì nó cái cơ hội vượt đỉnh và cái cơ hội vào sóng nó lại tiếp tục cao đó, là nó cao. Hòa Phát thì vẫn đang tích lũy thôi, nó cũng đâu có gì xấu đâu, đang tích lũy trong một cái hợp giá đây. Hoa Sen thì nằm ở trên rồi, VGS thì nó cũng nằm ở trên sẵn rồi, SMC ngày hôm nay thậm chí là còn kéo tím. Cho nên nhóm thép sẽ là cái nhóm dễ vào sóng ngành nhất và dẫn dắt thị trường trong giai đoạn đầu sóng, và những cái nhóm ngành kia là sẽ là những cái nhóm hỗ trợ, những cái nhóm hỗ trợ nha mọi người. Thì cái đó là cái kịch bản tích cực nhất. Thì nếu mọi người hỏi em nhóm nào có khả năng dẫn sóng dễ nhất thì vẫn sẽ là nhóm thép thôi. Nhưng mà nhóm thép ở thời điểm hiện tại thì em thấy là giá thép thế giới thì nó đang bắt đầu giảm, thép thế giới thì nó đang giảm, kể cả là giá thép Trung Quốc nó cũng giảm. Thì em đang suy nghĩ rằng là có thể là thép vẫn có thể vào sóng được, nhưng có thể là chưa phải bây giờ, nó sẽ cần thêm thời gian và cần chờ đợi thêm một số cái thông tin, ví dụ như là chống bán phá giá thép. Nhưng mà cái chống bán phá giá thép thì em nghĩ là khả năng cao thì chắc nó không có được áp dụng, tại vì nếu mà cái đó mà được áp dụng thì nó chỉ có lợi cho những cái doanh nghiệp lớn thôi, những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ nó sẽ rất là bất lợi và có khả năng là nó sẽ không có cạnh tranh lại thì nó toang. Thì cái áp dụng điều luật đó là những cái doanh nghiệp lớn như là Hòa Phát rồi Formosa nó sẽ được hưởng lợi rất lớn, còn những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ trở xuống là có khi là phải tan tác hết. Đó, cho nên là em nghĩ là khả năng cao thì cái đạo luật đó có thể là phải cân nhắc và cần thêm thời gian, có thể là nếu áp dụng thì em nghĩ là cần phải có thêm thời gian cân nhắc hoặc là phải có thêm những cái thỏa thuận gì đó chẳng hạn, ví dụ như vậy. Hiện tại thì nhu cầu nội địa bên Trung Quốc nó đang suy giảm rất là trầm trọng, cho nên là Trung Quốc đang bắt đầu là xuất khẩu thép đi tùm lum hết, khiến cho giá thép thế giới nó giảm, giá thép bên Trung Quốc cũng giảm, thì nó cũng ảnh hưởng một phần đến cái thị trường thép, thì phần thép của chúng ta. Cho nên là em đang thấy nhóm thép với lại là dòng tiền thật ra ngày hôm nay hồi thanh khoản nó cũng thấp, Hoa Sen thanh khoản nó cũng thấp,
Nam Kim thanh khoản nó cũng thấp, mà phát thì dường như là thanh khoản nó cũng như vậy, là thanh khoản nó cũng thấp, cho nên là chúng ta cũng chưa xác định được bất kỳ điều gì hết. Ok ha mọi người, cũng cứ theo kế hoạch ban đầu đó. Kế hoạch ban đầu em đề ra với mọi người là cái gì trong cái video mà em làm với mọi người, gửi đến cho anh chị nhà đầu tư từ hồi tuần trước, hồi để bán đúng không? Liệu cú rơi này đã kết thúc hay chưa đó. Và 4 ngày trước khi mà cú rơi xảy ra đúng không, em bull trap bắt đáy đúng không mọi người, những cú bắt đáy rủ hay dãy. Nói chung là giai đoạn vừa rồi phân tích mà quý anh chị nhà đầu tư mà follow theo em tính là vừa bắt đáy được mà vừa không bán cổ phiếu. Giai đoạn vừa rồi anh chị không cần mua cổ phiếu, anh chị chỉ cần không bán cổ phiếu là thành công. Tại vì anh chị tính đi, qua giờ nó hồi là nó cũng đỡ cho anh chị được vài phần trăm. Nhiều mã cổ phiếu nó hồi tốt nhưng mà đâu phải là không tốt đâu, đúng không? Hồi tốt chứ đâu phải là không tốt. Thì ngày hôm nay là room em có một số cái mã cổ phiếu bắt đáy trong giai đoạn vừa rồi khá là ổn áp, như Nam Long thì hôm nay bắt đầu nó tăng. Nam Long nó cũng là một trong những cái mã cổ phiếu em nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Nam Long thì nó tích cực được một cái mọi người biết là cái gì không? Nó tạo được hai đáy, một đáy ở đây và một đáy ở đây. Thì Nam Long nó đang hình thành lên lại được cái gì mọi người? Hình thành lên lại được cái cấu trúc xanh à, và đang trên con đường hướng về lại cái vùng đỉnh cũ. À, em thấy con này là nó cũng có mùi rồi, nó liên tục nó kéo ATC anh nhỉ, liên tục kéo ATC, liên tục kéo ATC, ngày nào cũng kéo ATC, cả tuần kéo ATC luôn. Thì ngày hôm nay bắt đầu nó lên, thì kỳ vọng là Nam Long nó sẽ hướng lên lại cái vùng đỉnh cũ 44 cho tới là 45 gì, 44 chấm ít cho tới 45 gì đó, thì chúng ta bắt đầu sẽ chốt lại T cộng đối với cổ phiếu Nam Long. Anh chị nào kẹp hàng thì cũng có thể canh hạ tỷ trọng. Nhiều anh chị nhà đầu tư nhắn em hỏi ngày hôm nay Nam Long về bờ, thì em nói là về bờ thì cứ hạ tỷ trọng cho em, không cần bán hết nhưng mà hạ tỷ trọng, cứ nguyên tắc đó mà làm anh đi. Cổ phiếu nào đang âm nhịp này về bờ hoặc có lãi nhẹ trở lại là cứ hạ tỷ trọng cho em, đừng có ham. Về bờ là phải bước chân lên bờ anh đi, không bước hai chân thì cũng phải bước một chân, đừng có để cho mình ngồi trên thuyền không bước chân nào xuống, nó đánh ngược ra trở lại thì nhịp sau mà lỡ thị trường nó xấu một cái, nó không tạo được đáy hai là anh chị xa bờ khá lâu đó. Cho nên là mình phải chủ động mình hạ tỷ trọng ra trước ngay. Cổ phiếu đang âm nặng mà quay giờ quay về âm nhẹ hoặc là hòa vốn là phải hạ tỷ trọng ngay lập tức, hạ 30%, 50% gì đó, là cái đó là tùy quý anh chị nhà đầu tư. Còn cái việc chốt lãi thì cũng cái đó là cũng tùy duyên mọi người thôi. Ví dụ như em khuyến nghị một người bắt đáy rồi thì bây giờ nó hồi lên anh chị cảm thấy đủ thì anh chị chốt, anh chị cảm thấy đủ thì anh chị chốt. Nhưng mà anh chị nhớ cái lúc đầu em nói bắt là bắt với tâm thế đánh ngắn, cho nên là chúng ta có lãi vừa phải là chúng ta chốt, không tham lam, không tham lam cái câu chuyện 20-30% giai đoạn này, đừng có quá tham lam như vậy anh chị. Vài phần trăm, 7-10% là quá tuyệt vời rồi, hơn được nữa, hơn 10% thì nó quá tốt. Ví dụ như VDS ngày hôm nay room em chốt là ngay 22.2, 22.3, 22.2, lợi nhuận là 10%, bắt đáy từ cái giai đoạn ngày 25 tháng 6, đúng không? Bắt Hà Đô, BVT, VDS, BVB, BVS, DTD, thì trong đó có DTD với lại là Hà Đô là nó không có về, còn những cái mã kia là nó về hết, nó về hết. Thì giai đoạn vừa rồi em mới nói với anh chị là bắt đáy trong cái tuần, nói chung nguyên một cái tuần trước á, là khuyến nghị mọi người chỉ có đi bắt đáy thôi, không có bán. Anh chị nào có xem video mà có xem livestream của em là anh chị biết, anh chị hỏi bán là em không cho, hỏi mua là ok. Hỏi mua là ok, tất nhiên là tùy mã, nhưng mà hỏi mua là rất là khoái, còn hỏi bán là không. Thì tuần này là bắt đầu thị trường nó hồi lên nhiều, anh chị hỏi mua là em không, hỏi bán được ok đó, đúng không? Thị trường nó hồi lên là chúng ta phải canh, chúng ta hạ tỷ trọng ra chứ ai lại đi mua giai đoạn này, đúng không mọi người? Thì Nam Long có thể là nếu mà sáng mai nó rướng là đường phát nữa là em cũng chốt Nam Long luôn. BVS nè anh chị, BVS bắt đầu cũng bật lên hôm nay được 3%, bắt đáy từ cái lúc 141, hiện tại là lợi nhuận đâu đó cũng 3%, mai nó bật lên được 43.7 cái là chốt thôi. BVB bắt từ hồi 27.5, 27, đúng mọi người, giá trung bình tầm khoảng 27.25, lợi nhuận là 3.8%. Đó, mai nó bật lên phát là có khi là canh chốt luôn, 5-6% là chốt thôi, không tham lam nhiều giai đoạn này. Rồi khi nào mà cổ phiếu nó cân bằng trở lại, nó có dòng tiền vào thì em sẽ tham gia lại, chứ em cũng không có quan trọng về cái vấn đề là á, thằng này nó bán mất hàng rồi này, không quan trọng anh gì. Quan trọng cái vấn đề là cái gì, mình phải quản trị rủi ro, mình phải giữ được tiền. Lỡ mà thị trường bây giờ nó không lên tiếp thì sao, nó quay đầu xuống anh chị lại xa bờ, anh chị lại mất lãi, anh chị lại gồng lỗ, nó có đau khổ không anh nhỉ? Nó rất là khó chịu về cái mặt tâm lý. Nếu như mọi người không muốn khó chịu về cái mặt tâm lý dẫn đến những cái hoạt động khác chúng ta không được suôn sẻ, ví dụ giao dịch không có thoải mái, thì chúng ta phải quản trị trước, đúng không? Phải quản trị trước. Ngày hôm nay cuối phiên nhóm bất động sản hồi lên cũng khá là tích cực, như là DG rồi này kia. DG thì nó xác nhận hai đáy này. DG ngày hôm nay vượt 27.4, phá được cái thế khách sạn trong khung daily, xác nhận hai đáy. DG nhịp này em kỳ vọng lên lại 29 anh chị, kỳ vọng lên lại 28.7 cho tới 29, gần quanh quanh cái vùng đó anh chị về bờ, anh chị nhớ bán nha, đừng có hạ tỷ trọng, gọi là hạ tỷ trọng, nhớ hạ tỷ trọng nha, chứ đừng có lúc mà anh chị nhà đầu tư lỗ thì suy nghĩ trong đầu là con này mình ước là chỉ cần về bờ thôi là mình vui lắm rồi, thì tới lúc mà về bờ là anh chị không chịu bán, nó ngộ vậy đó anh chị. Nó có một cái rất là kỳ lạ là như vậy,
À, cho nên là chúng ta cứ làm theo đúng những gì là kế hoạch ban đầu mà chúng ta vạch ra thôi. Ok hai cả nhà, ngày hôm nay là room em nhận định thị trường như thế này. Hôm nay sáng theo kế hoạch thì VN sẽ hồi phục lên 1262, 1265. Chiều gặp mây to sẽ bắt đầu rung lắc cho tới ngày mai để quay về test đáy 2, kỳ vọng thứ năm thứ sáu tạo đáy 2 đáy thành công và tiếp tục đi lên 1270, 1280. Nhịp hồi lần này theo kế hoạch thì mã nào về kháng cự là phải hạ tỷ trọng chứ không ôm hay gồng. À, vì chúng ta vẫn chưa biết được thị trường đã tạo đáy thành công hay chưa, trước mắt là chỉ hồi, quan trọng nhất là phải có nhóm dẫn dắt. À, cả nhà cũng chuẩn bị tinh thần trong quý 3 này, cái này thì tối hôm qua em có chia sẻ thì dành cho những anh chị nhà tư này chưa có nghe tối là cái livestream tối qua của em. Thì em cũng muốn nhắc luôn là anh chị nhà tư hãy chuẩn bị tinh thần trước. Đây cũng là một trong những cái lý do tại sao nó là cái nhịp hồi này là cái nhịp để anh chị là cơ cấu. Đưa cái tài khoản mình về cái trạng thái an toàn. Đừng có full hàng full margin nữa anh chị. Đây không phải là cái thời điểm để anh chị kiếm thật là nhiều tiền. Đây không phải là cái giai đoạn để anh chị làm giàu. Giai đoạn làm giàu là chừng nào tới đó đi, em sẽ khuyến nghị mọi người full hàng full margin thoải mái. Còn giai đoạn là cái giai đoạn quản trị rủi ro cho nó tốt và chờ thời điểm thị trường cân bằng, chờ thời điểm thị trường tạo đáy để chúng ta tham gia với một cái vốn lớn. Từ đó chúng ta mới làm giàu được anh chị. Còn giai đoạn này tham gia thì cũng tham gia với tâm thế là đánh ngắn, tham gia với một cái tỷ trọng vừa phải thì làm giàu gì giai đoạn này, đúng không? Thì cả nhà cũng chuẩn bị tinh thần trong quý 3 này có thể ngân hàng sẽ được nhà nước sẽ tăng lãi suất trở lại. Vì hiện tại tỷ giá đang neo khá cao, tỷ giá chợ đen cũng đã vượt 26.000 mà bây giờ ngân hàng nhà nước cũng đã xài đủ cách nhưng tỷ giá không ổn định được nên sẽ còn nên chỉ còn cách cuối cùng là tăng lãi suất. Mà tăng lãi suất thì sẽ không tốt cho thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. Thì cái này hôm qua em có lý giải mọi người á. Nền kinh tế của chúng ta là nền kinh tế đang phục hồi, mọi người có thể thấy là GDP quý 2 vừa rồi là đang tăng trưởng rất là tốt và cái lạm phát và cái chỉ số PMI là cái chỉ số đơn hàng mới và cái chỉ số mà để đo lường cái mức độ sản xuất của các cái doanh nghiệp ở bên ngoài đo lường nền kinh tế là nó đang nằm ở cái mức là 54.7, là nó vượt lên 50 là nó rất là tốt, chứng tỏ là nền kinh tế đang phục hồi, nhu cầu đang bắt đầu quay trở lại nha mọi người. À, nếu nhu cầu đang quay trở lại thì có nghĩa là đang nền kinh tế đang đà phục trên đà phục hồi, có nghĩa nhu cầu quay trở lại, nhu cầu quay trở lại, nền kinh tế phục hồi trở lại thì đồng nghĩa với cái việc là cái gì mọi người, lạm phát trong tương lai sẽ tăng trở lại. Mà ở thời điểm hiện tại quý 2 vừa mới công bố ra lạm phát quý 2 là 4,3%, lạm phát 6 tháng đầu năm 2024 là 4%, đó là một cái mức theo cá nhân em đánh giá vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát của Quốc hội nhưng khá cao. Nhưng bắt đầu là tăng lên khá cao. À, cho nên với cái tình huống là nhu cầu phục hồi thì anh chị sẽ biết là cái lượng nhập khẩu, cái lượng hàng nhập khẩu sắp tới nó sẽ nhiều hơn. Mà tỷ giá nó cao quá thì nhập khẩu vô nó sẽ mắc, mà nhập khẩu vô mắc thì nó sẽ đẩy cái lượng chi phí nó vô giá bán thì chúng ta sẽ là người chịu thiệt. Mà nhu cầu đang phục hồi lên, giá bán có tăng lên thì chúng ta cũng phải mua, anh em cũng phải mua thôi, đúng không? Thì khi mà chúng ta mua như vậy với mức giá cao, lạm phát nó sẽ tăng cao hơn. Mà lạm phát tăng cao hơn thì sao anh chị, cái nhu cầu trong tương lai nó sẽ giảm xuống thì lúc đó cũng phải tăng lãi suất lên, mà nó lại khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Thì thôi thà bây giờ chúng ta tăng lãi suất trước, khó khăn về cái mặt ngắn hạn nhưng trung dài hạn nó sẽ tốt, đúng không mọi người? Ngắn hạn nó sẽ khó khăn nhưng trung dài hạn nó sẽ tốt đó. Ok, chưa kể là vì 6 tháng đầu năm các cái ngân hàng chỉ giải ngân được 3,8% room tín dụng, trong khi đó Quốc hội giao cho chúng ta là 13-14%, mà bây giờ chỉ mới 6 tháng đầu năm chỉ mới giải ngân được 3,8%. Thì về cái mặt 6 tháng cuối năm sẽ phải đẩy nhanh cái quá trình giải ngân tín dụng, thì lúc đó cái nhu cầu đang phục hồi và cái việc đẩy nhanh tín dụng cộng vào thì cái nhu cầu nó càng đẩy cao lên, thì cái lượng hàng nhập khẩu 6 tháng cuối năm anh chị nó sẽ càng nhiều hơn nữa. Mà tỷ giá đang cao mà không hạ nhiệt được thì cái lượng hàng nhập khẩu về anh chị, cái chi phí nhập khẩu về nó sẽ rất cao, mà cái chi phí nó cao quá nó sẽ đẩy qua giá bán, giá bán tăng lên, lạm phát tăng lên, lúc đó là toang luôn. Cho nên em nghĩ cái cách duy nhất bây giờ mà ngân hàng nhà nước có thể làm trước khi tăng lãi suất điều hành đó chính là tăng lãi suất thị trường OMO trước. Nếu như không ổn sẽ tăng lãi suất điều hành, và anh chị hãy chuẩn bị luôn trong quý 3 này điều này có thể xảy ra. Đó là góc nhìn của em, xác suất cao nha nhỉ. À, em nghĩ là cái kịch bản này xác suất cao nó sẽ xảy ra. Đó. Đây chưa kể đến nền kinh tế đang phục hồi tốt mà cộng tỷ giá cao quá thì lạm phát rất dễ tăng cao. Đó. Thì bây giờ phải cố gắng kìm cái tỷ giá xuống được nhiêu hay nhiêu thì lạm phát nó sẽ tăng chậm lại cho tới tháng 9 hoặc là tháng 11 gì đó, Fed hạ lãi suất xuống thì lúc đó tỷ giá bắt đầu nó sẽ tự giảm xuống, thì lúc đó lạm phát của chúng ta sẽ giảm xuống, trong trung và dài hạn nó sẽ tốt, đúng không mọi người? Còn ngắn hạn khi mà cái tin mà công bố lãi suất tăng á thì có thể là ngắn hạn nó sẽ không được tốt lắm nhưng về mặt trung dài hạn là nó ok. Ok ha cả nhà. Đó. Thì đó là cái quan điểm và cái góc nhìn khách quan của em dựa vào những cái số liệu. Tuy nhiên có một cái điểm tích cực đó là về cái chính sách tiền tệ nha mọi người, cái đó là chính sách tiền tệ.
Còn về nền kinh tế thì GDP tăng tốt, PMI tăng tốt, số đơn hàng mới tăng, số việc làm tăng, rồi cái dòng vốn FDI đăng ký đổ vào Việt Nam cũng tăng. Thì anh chị biết là nếu mà dựa vào các yếu tố vĩ mô, các yếu tố nền kinh tế để chọn lựa nhóm ngành đầu tư, thì anh chị biết chọn nhóm gì không? Xuất khẩu, vận tải, giá dầu thế giới đang neo cao đúng không? Và sắp tới vẫn sẽ tiếp tục neo cao, dầu khí, dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam tăng lên, khu công nghiệp, số đơn hàng mới tăng, thì anh chị cứ tập trung cho em xuất nhập khẩu, xuất khẩu đó, xuất khẩu, vận tải, dầu khí, công nghiệp. Thì đó là chúng ta nhìn về cái mặt vĩ mô, nhìn vào các yếu tố kinh tế để chọn lựa nhóm ngành đầu tư, thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái nhóm đó. Thì tất nhiên là về mặt kỹ thuật thì sẽ có những cái mã cổ phiếu khác nữa, nhưng ở đây là em đang nói về cái góc độ là vĩ mô chứ em không nói về phân tích kỹ thuật. Mọi người, phân tích kỹ thuật thì sẽ tất nhiên là sẽ có rất là nhiều mã cổ phiếu để cho chúng ta mua được và chúng ta đánh T cộng, cái đó là dựa vào phân tích kỹ thuật. Cho nên là cái kịch bản này em muốn nói trước là mọi người cũng phải chuẩn bị tinh thần trước, chuẩn bị tinh thần nha mọi người, chuẩn bị tinh thần để khi mà lỡ nó ra thị trường nó có điều chỉnh, thị trường nó có xấu về mặt ngắn hạn thì anh chị cũng không bị hoảng loạn, anh chị không bị bất ngờ. Và sao anh chị, khi mà em đã nói cái câu mà chuẩn bị tinh thần cho cái kịch bản này thì sao, thì rõ ràng đây là một cái rủi ro chứ gì nữa đúng không mọi người, đây là một cái rủi ro thì đã gọi là rủi ro thì phải sao anh chị, quản trị đúng không. Vậy thì bây giờ chúng ta quản trị bằng cách nào? Hạ tỷ trọng trong những cái nhịp mà thị trường nó phục hồi đi lên để đưa tài khoản về trạng thái an toàn. Anh chị không cần phải bán hết, anh chị chỉ cần bán một phần thôi và đừng có full margin giúp em giai đoạn này, đừng full hàng full margin giai đoạn này giúp em, thì đó gọi là quản trị rủi ro trước khi cái rủi ro đó nó xảy ra. Mặc dù chúng ta biết cái rủi ro này có thể xảy ra hoặc không xảy ra, nhưng cái xác suất xảy ra nó cao hơn cái xác suất không xảy ra, thì chúng ta phải quản trị chứ đừng có đợi nước tới chân mới nhảy. Giai đoạn vừa rồi anh chị cũng thấy đó, thị trường nó thủng 1278, anh chị đợi nước tới chân mới nhảy nhưng nhảy không kịp. Thì cái giai đoạn mà việc mà tăng lãi suất trở lại trong quý 3 này, anh chị mà đợi nó xảy ra, em đánh giá anh chị cũng sẽ xử lý không kịp đâu. Cho nên chúng ta phải quản trị trước nha anh chị, chúng ta phải quản trị trước, đừng có đợi cái gì đó nó xảy ra rồi chúng ta mới đi quản trị và chúng ta mới đi tìm cái hướng xử lý thì nó trễ. Ngày hôm nay thì room em còn khuyến nghị bán LC lỗ 1,5%. Thì đây cũng là một cái ví dụ với mọi người, nó em hay nói mọi người là về cái chiến lược mà mua dao găm rồi bán dao găm đó. Mua ngay dao găm đúng không mọi người, 25.3 room em mua 25.3 đó, thì nó thủng xuống luôn, nó xuyên dao găm xuống luôn anh chị, nó xuyên xuống luôn, thì ngày hôm nay hồi lên test lại bán ra. Thì em nói mọi người là gì, cho mua ngay dao găm nó sẽ rất an toàn. An toàn ở chỗ là cái gì mọi người, vừa có dao găm vừa có mây nha, mà còn có khách sạn hút lên nha. Thì anh chị mua ngay đây an toàn là cái gì, cho dù mua ngay đây mà cho dù cổ phiếu nó không hồi lên mà nó thủng xuống á, thì nó cũng sẽ có một cái nhịp hồi lên test lại dao găm cho anh chị bán ra. Anh chị nhìn Nam Kim đi, mua ngay dao găm bây giờ có lại có lỗ anh chị, đâu có lỗ đâu đó, nó hồi lên nó vượt dao găm thì giữ tiếp, còn nó không vượt được thì bán. LC ngày hôm nay em thấy nó không vượt được em bán, Nam Kim nó vượt được giữ tiếp đúng không mọi người, cái này là em đã nói rất nhiều lần rồi đúng không, vượt lên nè, thủng xuống dao găm nè thì chờ một cái nhịp hồi lên, vượt qua dao găm thì giữ tiếp, không vượt được dao găm thì bán hòa vốn hoặc lỗ nhẹ từ 1 cho tới 2%. Còn nếu anh chị bắt đáy thành công thì nó sẽ giống như con VDS lợi nhuận 10%, hoặc nó sẽ giống như con Nam Long lợi nhuận ở thời điểm hiện tại. Nam Long bắt quanh 41 thì ở thời điểm hiện tại lợi nhuận đâu đó là tầm khoảng 5%. Còn anh chị nào bắt được ngay cái vùng mà 40.5 thì lợi nhuận bây giờ của anh chị là tầm khoảng gần 7%. Đó, nhưng nếu mà nó có xuyên xuống mà lỗ thì nó sẽ có một cái nhịp hồi lên test lại cho anh chị bán ra hòa vốn hoặc lỗ nhẹ 1-2%. Thì vậy thì bắt đáy như vậy nó có an toàn không anh chị? Quá an toàn. Quá an toàn, nhưng có bị một điều là mấy lần em trải qua những cái nhịp như thế này, khuyến nghị mọi người bắt đáy thì mọi người không dám bắt đáy. Dám bắt đáy. Thì em nghĩ suy nghĩ một điều thì nó cũng khá là hợp lý, tại vì đa phần môi giới ở trên thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại thì chỉ có ITB tụi em là sử dụng cái phương pháp Ichimoku chỉnh phát. Mọi người phải hiểu là Ichimoku truyền thống nó sẽ khác với Ichimoku chỉnh phát nha anh chị. Nó hai cái nó sẽ khác nhau. Cho nên về cái trường phái bắt đáy thì bên Ichimoku chỉnh phát sẽ có chiến lược bắt đáy là bắt dao găm, bắt mây to, bắt khách sạn. Còn bên phương Tây anh chị, đa phần môi giới trên thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại là sử dụng phương Tây rất nhiều, hoặc là sử dụng VSA, sử dụng follow trend, sử dụng dòng tiền, chứ rất ít khi nào sử dụng Ichimoku chỉnh phát, nên không có đội nào sử dụng hết. Cho nên là sẽ mà phương Tây ấy, thì sẽ không có chiến lược bắt đáy, chỉ có chiến lược đợi nổ, đợi dòng tiền vào, đợi vừa kháng cự, đợi cân bằng rồi mới mua, chứ không có câu chuyện chiến lược bắt đáy trong phân tích kỹ thuật phương Tây. Phương Tây nó chỉ có đúng một chiến lược bắt đáy thôi, đó chính là phân kỳ RSI, MFI, MACD. Thì nếu như có phân kỳ thì bắt đáy, còn không có phân kỳ thì cũng không bắt đáy được.
À, cũng không bắt đáy được, nhưng mà cái phân kỳ á gì, cái xác suất thắng nó sẽ thấp hơn là bắt đáy theo phương pháp Ichimoku. Thì đây là một cái ví dụ điển hình, anh chị đã trải qua rồi, em không có nói những cái điều mà nó không có. Đây là những cái điều thực tế, những cái điều nó đang trước mắt của chúng ta. Đúng không mọi người? Đây là thực tế nha, đây là thực tiễn luôn, thực hành luôn. Bắt Nam Long ngay dao găm bật lên đây. Rồi bắt sai đúng không? LC bắt sai. Thủng xuống hồi lên test cho anh chị bán ra, kể cả anh chị nhìn con BAF đi. Anh chị bắt ngay dao găm nè. Nó thủng xuống nè, nó cũng hồi lên cho anh chị bán ra nè. Nhưng mà đoạn này anh chị nào không chịu bán thì nó sẽ quay về. Nó sẽ quay về, đó là lý do tại sao bán LC. Nếu mà ở đây nó hồi lên nó không vượt được dao găm mình, lỡ nó mình không bán là nó cắm đầu tiếp xuống thì sao? Đúng không? Lại gồng lỗ à, đúng không? Nam Kim thì khác, Nam Kim thì hồi lên nó vượt được dao găm thì giữ tiếp. Và còn không vượt được dao găm giống như LC hay là BAF thì phải bán. Thực tế không mọi người, rất thực tế. VDS bắt dao găm có mây có khách sạn hồi 10%, thực tế không mọi người, thực tế. Thì đây rõ ràng đang show cho anh chị thấy được một điều rằng là cái phương pháp bắt đáy theo dao găm và mây to của công cụ Ichimoku chỉnh phát, đây là một trong những cái chiến lược an toàn nhất của cái công cụ này luôn. Mà anh chị còn không dám bắt đáy nữa thì bắt đáy thì mua khi nào, đúng không? Giống như ngày hôm nay thị trường bắt đầu hồi phục lên, nhiều đội nhóm bắt đầu hô mua lại, anh chị em cũng bó tay ba hô thổ bán ngày đáy, lúc mà hồi lên được 2 phiên rồi, hồi được mười mấy 20 điểm bắt đầu hô mua lại. Vậy mà nhiều anh chị nhà đầu tư vẫn tin và mua lại được thì cũng hay, đúng không? Bán ngày đáy xong mua lại giá cao hơn trong lúc mà thị trường nó phục hồi, em thấy nó cũng hay, bó tay luôn anh chị. Không, khủng 1250 về lại hỗ trợ thì bán cắt lỗ, hồi lại thì lại đi mua, bó tay đó. Thì đây là cái thực tế anh chị, chứ không phải là mình ngồi đây mình chém gió. Đây là thực tế của công cụ, thực tiễn cho mọi người luôn. Thậm chí là anh em ITB cũng như em là livestream trực tiếp ở trong phiên, đâu có sợ gì đâu, đúng không? Không sợ gì hết, tại vì cái độ chuẩn xác của công cụ này á nhỉ nó cao, cho nên anh chị live trực tiếp ở trong phiên á nó chuẩn xác và cập nhật cho mọi người liên tục được. Khách sạn 15 phút hút lên hút xuống rồi xuyên mây lọt khe đồ tùm lum, đúng không? Rồi tại sao em biết được rằng là ngày thứ hai và ngày thứ ba nó sẽ hồi, và tại chiều ngày thứ ba là xung lực nó sẽ yếu, và ngày mai là có khách sạn hút giá xuống thì đôi khi ngày mai nó lại rung lắc, đúng không? Thì Ichimoku nó sẽ cho anh chị biết chính xác những cái thời điểm đó. Thì có thể là sắp tới là bên team tụi em là có mở khóa học dành cho quý anh chị nhà đầu tư, có thể là dành cho anh chị nhà đầu tư là khách hàng của ITB thôi, cái đó thì em chưa biết, nhưng mà tầm khoảng 3 4 tuần nữa là sẽ có khóa học, thì lúc đó em sẽ thông báo với mọi người sau. Thì anh chị nhà đầu tư mà muốn cập nhật về những cái khóa học đó thì có thể tham gia vào trong Zalo cộng đồng của em bằng cách là quét cái mã QR code ở phía bên phải góc dưới màn hình, để anh chị tham gia vào nhóm, khi có khóa học em sẽ thông báo. Ok hả cả nhà. Còn về cổ phiếu thì về chiều mua thì chúng ta nên chờ chiều ngày mai hoặc là chờ qua ngày thứ năm, coi coi thị trường nó test lại, nhiều mã cổ phiếu nó test lại như thế nào á thì chúng ta mới bắt đầu tìm kiếm tiếp tục điểm mua. Còn về chiều mua thì em đã khuyến nghị mọi người mua hết từ tuần trước rồi, cho nên là qua tuần này anh thị trường nó hồi lên anh chị hỏi em mua em không có cho mua, giống như hồi tuần trước thị trường nó giảm á, em khuyến nghị mọi người mua mà mọi người hỏi bán thì em không có cho bán, thì tuần này mọi người hỏi mua em không có cho mua, anh chị nào hỏi bán thì ok đó nha mọi người. Thì ngày mai mà sáng thị trường nó tăng mạnh lên phát 1272, 1275 cái là em lại lôi một số mã ra em chốt tiếp. Con nào mà hồi trước thì mình chốt trước, con nào chưa hồi thì mình giữ tiếp. Giả sử ví dụ như cái con như bất động sản ở đây nó chưa hồi quá nhiều thì anh chị cứ nắm tiếp, hoặc là mấy con như là VIX đồ này kia nè, mấy con này nó chưa hồi nhiều thì anh chị cứ nắm giữ cho tới khi nào nó hồi phục lên lại cái vùng cân bằng thì mình sẽ bán ra. Còn mã nào nó hồi lên trước, đạt target trước, chạm kháng cự trước thì chúng ta xử lý trước. Thì sắp tới anh chị cần chú ý cho em tới những cái mã cổ phiếu thuộc nhóm thép, vận tải biển, dầu khí, rồi chứng khoán, nhóm xuất khẩu, là đặc biệt là dệt may, đặc biệt là dệt may, thủy sản cũng được. Thủy sản thì nó bị cái là giá cá tra nó chưa lên. Thủy sản mà trong tương lai mà giá cá tra bắt đầu nó tăng lên trở lại, nhu cầu nó tăng lên trở lại, mà giá cá tra nó tăng lên trở lại là thủy sản nó cũng sẽ vào sóng luôn, nó cũng sẽ vào sóng nha mọi người. Thì chú ý cho em những cái nhóm ngành đó. Bất động sản này nhịp này là chỉ dành cho những anh chị nhà đầu tư đang kẹp hàng mua trung bình giá xong rồi hồi lên là để cơ cấu thôi, còn mua mới bất động sản bây giờ thì nó cũng không còn điểm mua nữa, bán lẻ nữa, tập trung cho em bán lẻ. Xuất khẩu nè, xuất khẩu là bao gồm dệt may, thủy sản, hóa chất phân bón, vận tải biển, rồi nhóm bán lẻ nè, khu công nghiệp nè, thép, dầu khí, chứng khoán, tập trung cho em những cái nhóm ngành đó. Công nghệ bỏ qua một bên nha anh chị, công nghệ thì sắp tới em vẫn, cá nhân em, góc nhìn của em là vẫn view là nhóm công nghệ khả năng là sắp tới sẽ có một nhịp điều chỉnh. Mọi người nhìn mấy con như Ford nè, Ford nè, ICT rồi nè, te tua hết rồi, mấy con công nghệ là te tua hết rồi anh chị. Sắp tới là có khi tới những con lớn ví dụ như là VGI rồi FPT rồi này kia, đôi khi nó sẽ tới. Mọi người thấy FPT mỗi ngày nó xẻo anh chị miếng, xẻo miếng, xẻo miếng,
đang bắt đầu sideways down, anh chị cũng phải cẩn thận mấy con này nha. Ok đó, thì đó là về thị trường cũng như là kịch bản của thị trường. Thì em nhắc lại luôn là tầm khoảng 11 giờ, sau 11 giờ ngày mai là sẽ có khách sạn hút giá xuống, thì sáng mai là thị trường chưa có khách sạn nó sẽ tiếp tục tăng lên 1272, 1275, thì đây là một cái vùng kháng cự rất là cứng về cái mặt ngắn hạn, thì thị trường nó sẽ quay đầu nó test lại nhanh. Vậy thì có hai kịch bản khỏe thì nó chỉ về lại tầm khoảng 1262, 1265, tích lũy đi ngang cho tới tầm khoảng chiều thứ năm thứ sáu thì nó sẽ bước vào một cái trạng thái, một là breakout, hai là breakdown đó. Còn nếu mà nó yếu yếu thì nó sẽ chỉnh về khách sạn sẵn, nó lấp lại cái gap 1254 mở ra vào ngày hôm nay luôn, và bắt đầu từ sau 11 giờ ngày mai và cho tới ngày thứ năm, 11 giờ ngày thứ năm, 11 giờ ngày mai kéo dài tới 11 giờ ngày thứ năm nha. Vậy thì cá đối với cá nhân em, cái kịch bản mà quay về lấp lại cái gap 1254 thì cái xác suất nó là tầm khoảng 70%, em nghĩ là cái gap này sớm muộn nha nó cũng sẽ lấp. Còn cái kịch bản mà nó khỏe, nó neo ở trên này, nó không lắp gáp á, kịch bản mà không lắp gáp thì nó tầm khoảng 30% nha. Vậy xác suất thấp nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra. Thì bây giờ thị trường nó đi theo kịch bản nào thì chúng ta sẽ vận hành, chúng ta sẽ hành động theo cái kịch bản đó. Mà bây giờ em thấy hành động nó cũng chỉ có một cái thôi, sáng mai hồi lên là cơ cấu, anh chị nào có lãi T cộng chốt, chốt bớt hay là chốt hết gì đó tùy mọi người. Nhưng mà có bắt đáy giai đoạn vừa rồi, hoặc là có ngày mai là anh chị giai đoạn vừa rồi có bắt đáy theo em, hoặc là có chốt lãi, thì chốt lãi xong thì có thể là ủng hộ em tính một cái tài khoản SSI, hay là có tài khoản thì có thể là chuyển ID về em để chúng ta có thể đồng hành với nhau, để anh chị nhà tư có thể là cùng với em đồng hành với em, để em có thể khuyến nghị mọi người nhiều mã cổ phiếu nó đẹp hơn, và chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận trong thời gian tới. Hoặc là anh chị có thể là yêu quý em tính thì có thể mời em tính một cái ly cà phê, như vậy cũng sẽ tiếp thêm lửa và động lực cho em để em tiếp tục livestream trực tiếp, làm video khuyến nghị mọi người trực tiếp ở trên sóng livestream trên YouTube đó. Ok hả mọi người, có gì thì anh chị đang mong có mong muốn tìm một người tư vấn, hoặc là có mong muốn tham gia vào room Zalo tín hiệu tâm tính để cập nhật thị trường liên tục trong phiên hay là hàng ngày, cập nhật những cái tín hiệu mua bán, quản trị rủi ro, quản trị vốn, quản trị danh mục, thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em qua số Zalo trên màn hình 0866088044. Điều kiện duy nhất để chúng ta có thể đồng hành với nhau là anh chị chỉ cần tham gia giao dịch ở bên công ty chứng khoán SSI dưới ID của em là được. Anh chị nào chưa có tài khoản em sẽ hỗ trợ mọi người mở tài khoản mới, hoặc nếu anh chị đã có tài khoản rồi thì anh chị có thể là chuyển ID về bên em, nó sẽ rất là nhanh. Anh chị cứ liên hệ với em sẽ hướng dẫn tất cả anh chị ha. Ok đó, có gì thì cứ kết bạn và nhắn tin cho em sẽ tư vấn và hỗ trợ quý anh chị nhà đầu tư nha. Thì mọi người đừng có ngại về cái vấn đề đó. Thì giai đoạn vừa rồi thì anh chị có xem video và xem livestream em thì anh chị cũng thấy cái độ chuẩn xác dự đoán thị trường là tương đối cao, giai đoạn vừa tạm thời cho tới thời điểm hiện tại nó tương đối cao. Thì em cũng kỳ vọng là thị trường chúng ta sẽ vận động như thế nào đó theo một cái chiều hướng tích cực, tạo hai đáy và cân bằng ở đây để đi lên. Còn về cái câu chuyện tăng lãi suất thì đó là cái điều mà nó chưa xảy ra, nhưng cái đó là rủi ro trong tương lai có thể xảy ra, thậm chí là xác suất cao nó sẽ xảy ra. Em cần anh chị nhà tư phải chuẩn bị tinh thần để khi mà cái việc đó nó xảy ra, chúng ta phải là những người thiệt hại ít nhất. Em không dám chắc là sẽ không có thiệt hại, tại vì chúng ta có thể nắm cổ phiếu ít thì vẫn có thiệt hại, nhưng thiệt hại nó ít. Cho nên em mới nói rằng là chúng ta phải là người những nhà đầu tư thiệt hại ít nhất trên thị trường chứng khoán khi mà cái câu chuyện tăng lãi suất bắt đầu nó xảy ra, cái rủi ro đó nó xảy ra. Chúng ta phải là những người thiệt hại ít nhất, tại vì chúng ta đã lường trước được, chúng ta đã có kế hoạch trước, chúng ta đã biết trước rồi, chuẩn bị tinh thần trước rồi, quản trị trước rồi, thì phải là những nhà đầu tư ít thiệt hại nhất. Ok không mọi người? Ok ha mà cả nhà. Thì đó là cái điều mà em muốn truyền đạt với mọi người, vẫn là quản trị rủi ro, vẫn là quản trị vốn. Đừng có tham lam full hàng full margin giai đoạn này làm cái gì hết anh chị. Đừng có tham lam về cái vấn đề đó. Cũng như là vừa mới bán xong thì bình tĩnh lại vài hôm, một hai phiên gì đó rồi hãy bắt đầu cân đong đo đếm mua lại sau. Những chị nhà đầu tư giao dịch liên tục bán xong mua, bán xong mua, mua xong bán, mua xong bán liên tục luôn, ngày nào mua bán mua bán mua bán thì nó sẽ không có hiệu quả đâu anh chị. Ít thôi, vừa phải thôi ha, tùy giai đoạn của thị trường mình phải bình tĩnh, mình phải bình tâm lại, giao dịch chậm rãi từ 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 mình mới chiêm nghiệm được đó, và mình mới suy nghĩ nó thông suốt được, đưa ra những cái quyết định nó sáng suốt đúng không. Chúng ta mình cứ mua bán liên tục trong điên cuồng, mình mua bán liên tục điên cuồng luôn thì nó rất là kiểu dễ đưa ra những cái quyết định sai lầm anh nhỉ. Cho nên là, và đó không phải là một cái cách quản trị vốn và quản trị rủi ro tốt trong những cái giai đoạn thị trường nó chưa tạo đáy giống như thế này. Nhưng mà em nhắc lại một lần nữa, thị trường nó chưa tạo đáy thành công đâu nha anh chị. Khi nào thị trường có những cái tín hiệu xác nhận tạo đáy thành công về cái mặt liên quan đến có nhóm ngành dẫn dắt này, vượt được cản, vượt được những cái ngưỡng cản cần thiết này, có nhóm ngành dẫn dắt này, thanh khoản tốt, dòng tiền vào, thì em sẽ thông báo mọi người. Lúc đó chúng ta sẽ giải ngân mạnh, thậm chí là full hàng full margin là bình thường khi mà thị trường có những cái tín hiệu kết thúc điều chỉnh. Còn bây giờ thì
chưa có nha anh chị, chưa có. Ok, thì đó là về những cái chia sẻ và những cái nhận định thị trường của em. Tối nay hẹn gặp mọi người vào lúc 9:30, em sẽ chia sẻ kỹ hơn về những cái nhóm ngành, về những cái mã cổ phiếu. Anh chị nhớ cái khung thời gian 9:30 trên kênh YouTube này nha anh chị, em sẽ livestream trên kênh này để hỗ trợ giao lưu cùng với mọi người, chia sẻ nhiều hơn về cổ phiếu và về những cái nhóm ngành mà mọi người có thể quan tâm giai đoạn sắp tới để đầu tư và những cái cơ hội T cộng. Ok, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha, mọi người đã theo dõi hết cái video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người tối ngày hôm nay vào lúc 9:30. Có gì cứ liên hệ với em hỗ trợ mọi người mở tài khoản ra đây hoặc là chuyển ID bên em ha. Rồi, ok, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha. Chúc mọi người có một cái buổi tối ngon miệng. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người sau.